Đỗ Sinh xin chia sẻ tiếp với các bạn những cây cảnh nghệ thuật tại triển lãm Ninh Hiệp Gia Lâm Hà Nội. Khu vực này đã ổn định, các anh đã trao thẻ và kê ngay ngắn những tác phẩm đến đây để triển lãm. Chỉ còn phía ngoài kia, khu vực cây tầm trung và tầm lớn, những chiếc xe vẫn tiếp tục đưa đến của các đơn vị như Văn Giang và Bắc Giang. Tác phẩm Xanh Lá Móng Dáng Làng của anh Nguyễn Đăng Thắng. Chúng ta cùng thưởng thức tác phẩm xanh tràn chậu như thế này. Vâng, như vậy bác xem rồi vào. Vâng, thế thì có gì tí nữa khoảng nửa tiếng nữa em đưa tiếp lên. Vâng, Hương Sắc Đỗ Sinh lại tiếp tục cùng chia sẻ hình ảnh với bác Hoàng Mười. Những người mà tuổi đời cao nhưng mà tình yêu với bonsai ngày càng đậm đà. Gia đình nhà bác có nhiều những tác phẩm rất đặc sắc. Bán đi nhiều. Vâng. Mà cũng phải bán bác ạ. Bán để chúng ta thường xuyên trao đổi giao lưu những cây cảnh nghệ thuật để cùng chơi. Nếu mà không bán thì nhiều lắm. Vâng. Chúng ta cùng thưởng thức tác phẩm ổi tàu như thế này. Rất đẹp. Cái là cái gạo luôn.
bán nhiều lắm mà lúc cát bán hết sạch. Cái này mấy bà chợ thì anh bận quá, mấy cái khác chưa kịp cắt này như này này. Cái này răng nó cắt đi đâu, thì mới cắt được phân chợ đấy nhé. Rất loại nhỏ quá. Không ai nhưng mà có được không nhé? Được. Con này thay con này hợp với anh. Này, cũng đây này, nó cũng gốc cây này. Vậy hôm nó bắt đầu nó mệt. Chào anh nhé. Vâng. Tôi đang muốn giao lưu với hai anh đứng xa xa kia để anh giới thiệu về tác phẩm của mình tí. Người nào cũng mấy tiếng. Anh tôi đến đây tôi vừa nói chuyện với anh 10 xong anh lại đến giao lưu với các anh. Thì có phải anh là Loát không? Em là Mai Đình Loát. Mai Đình Loát. À, tôi làm cái phóng sự Hương Sắc Đỗ Sinh anh. À, Hương Sắc gì? Hương Sắc Đỗ Sinh. Trên kênh YouTube. À thì nay chụp ba ta với anh xin được. À được rồi. Xong đây rồi. Xong rồi cho xong rồi cứ thôi. Khoảng 3 phút anh nhá. Ở đây chúng ta gặp một tác phẩm Mai Chiếu Thủy rất đẹp. Tuyệt vời quá.
của anh Phạm Văn Trương, dáng trực đại thụ tuyệt vời, một gốc mai chiếu thủy có giá trị nghệ thuật rất cao. À, như vậy tại video này, Đỗ Sinh đã chia sẻ xong 4 dãy bàn cây tầm nhỏ ở trước cửa khán đài của buổi triển lãm.